Xin chào quý vị và các bạn. Grand Marina Sài Gòn vừa tháo cầu tháp, tăng tốc về đích. Tòa tháp giờ xưng 55 tầng, biên sàn, vườn treo vừa được đúc bê tông một nửa. Có thể thấy để nối sàn vươn ra bên ngoài rất kỳ công. Nhìn hệ chống đỡ cho sàn, thao tác thi công vườn treo được dựng lên là khá phức tạp. Dù khối vườn treo từ tầng 36 tới 43, nhưng việc nối sàn chỉ thực hiện từ tầng 37 trở lên. Còn tầng 36 thì kết cấu không có gì khác so với các tầng bên dưới, là không có biên sàn vươn ra bên ngoài lớn. Tới năm 2025, dáng đẹp của cầu Ba Son không còn lẻ bóng nữa, khi đó tòa tháp The Sun Tower có dáng kiến trúc kiểu mới rất độc đáo, với 7 tầng vườn treo phình ra sẽ đồng hành bên cạnh. Do vậy từ bờ đông sông Sài Gòn, nếu quét một hướng nhìn vòng tròn, khi gặp hai soái ca đang đứng trình ình phơi dáng ở đó, thì phải dừng lại ngắm nghía canh chỉnh, vì chúng ta đã gặp ngay góc view đẹp hết sảy của thành phố, một góc nhìn không thể bỏ qua được. Tuy nhiên với công nghệ hiện nay, thì chúng ta không khó để tìm ra được tòa tháp có giống với ở đâu đó, điều này cũng hay bắt gặp thường xuyên, không phải chuyện lạ. Với dáng thiết kế vuông vức trên khu đất hình chữ nhật, được chia làm hai của The Sun Tower, sẽ có dáng na ná với một tòa trên trái đất được tìm thấy. Kiểu thiết kế một nửa dành cho vài tầng khối đế ở chiều cao thấp, và nửa còn lại dành cho khối tháp mọc lên rất cao của tòa The Sun Tower. Nhìn hình dáng rất giống ý tưởng thiết kế của tòa tháp cao 200 m ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Đó là tháp Guosen được người Trung Quốc hoàn thành từ năm 2010. Nhưng khi bê về Việt Nam với kiểu dáng đó, được biến tấu lại mặt ngoài, nở hông trên không trung, rồi đôn chiều cao lên 240 m. Tòa tháp đang thi công phần lõi đã lên ở tầng 53, còn phần sàn bên dưới chia làm hai nửa thi công, một bên đang ở tầng 46 và nửa còn lại đang lên tới tầng 47. Một trong những điểm nhấn của tòa tháp là có 7 tầng vườn treo với thiết kế không gian mở từ tầng 36 đến tầng 43. Như đã xem ở hình ảnh đầu clip, biên sàn ở sàn tầng 36 sẽ không được nối ra vì không có thép chờ, mà chỉ thực hiện nối sàn ở từ tầng 37 trở lên. Sau mấy ngày thực hiện công việc trước, như đã thấy thì biên sàn ở tầng 37 ôm eo chạy vòng quanh ba mặt tòa tháp, cũng vừa được nhà thầu đổ xong bê tông nối sàn vươn ra khỏi thân tòa tháp. Ở đây có ba mặt biên được nối sàn ra, nhưng hiện chỉ mới đổ xong được một nửa ở phía đông. Nửa còn lại ở mặt phía tây như hình đang xem thì vẫn còn làm cốt thép. Trong khi đó kính đã phủ lên sát đáy các cột trống, tức ba mặt này đã phủ kính hết tầng 3-4. Còn tới khu vực của 3 tòa tháp Grand Marina Sài Gòn, thì phần thô 3 tòa căn hộ đã xong vào cuối năm 2023. Ở đây có 2 tòa 47 tầng cao 188m và 1 tòa 45 tầng cao 180m. Hiện tại, các tòa tháp chỉ còn công tác hoàn thiện. Trước đây, 3 tòa tháp có 3 cầu tháp phục vụ thi công. Nhưng mấy ngày qua, một cầu tháp trên cùng có vị trí sát với công viên Âu Tàu đã được nhổ đi. Hiện chỉ còn 2 cầu tháp đang hoạt động, để tiếp tục hỗ trợ cầu lắp vật liệu đưa lên cao. Việc nhổ cầu tháp ở mặt đó, sẽ giúp phủ kính hoàn thiện mặt bên đó thuận lợi hơn. Ngoài ra, kính của 2 tòa tháp cao 47 tầng cũng đã được thi công phủ gần lên tới nóc. Hiện tại, các công nhân đang dần dần tháo lớp bảo vệ kính ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh. Việc tháo lớp bảo vệ sẽ giúp mặt kính ở bên này trở nên sạch sẽ và sáng bóng hơn. Tới phần nóc của 3 tòa tháp đang được thi công hồ bơi trên mái. Hồ bơi này có diện tích đủ rộng, được thiết kế với tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Sài Gòn. Trong số 3 tòa, thì nhìn trên nóc có vẻ như chỉ có tòa chữ L mới có hồ bơi trên mái, như hình thì vị trí nằm ở bên trái, có view trực tiếp ra sông. 2 tòa nhỏ hơn nằm sát bên không thấy đặt hồ bơi trên mái. Còn đây là tòa thấp nhất trong 3 tòa, nằm ngoài bìa có 45 tầng thì phủ kính đã hơn 2/3 chiều cao.